Mối quan hệ thân thiết giữa Hòa Minzy và con dâu tương lai Thủy Tiên. Chào con dâu của mẹ nha. Ra bài mới vội đi à. Gặp bé bo thì dụ dỗ đủ đường. Trời ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Màn xưng hô mẹ chồng Hòa Minzy của Hoa hậu Thùy Tiên đã chứng minh mối quan hệ thân thiết ngoài đời thực khiến cộng đồng mạng không khỏi phấn khích. Được biết, Hòa Minzy chính thức trở lại đường đua âm nhạc khi cho ra mắt MV Thị Mầu. Được mẹ chồng đặc biệt gọi tên trong một bài đăng, Hoa hậu Thùy Tiên đã chính thức có màn đáp lễ khiến dân tình mãn nhãn cả về phần hình lẫn phần tiếng. Theo đó, nàng hậu đã đưa người xem đi từ sự ngạc nhiên này đến bất ngờ khác khi biến hình từ mặt mục đến nhan sắc đỉnh cao của Thùy Tiên. Tuy nhiên, Hòa Minzy đã nhanh chóng bắt bẻ con dâu đã dùng sai link nhạc. Màn tương tác của hai mẹ con khiến dân tình bật cười. Quá là yêu luôn con dâu mẹ, nhưng sai link nhạc nhé ha ha ha, vào TikTok mẹ để biết thêm. Nhiều fan hâm mộ còn hài hước bình luận, thích thú nhận xét Thùy Tiên vì u mê vẻ đáng yêu của bé bo nên nghe lời mẹ chồng. Con dâu bắt chen xuất sắc quá nè, con dâu định mẹ chồng phải không ta, chen mẹ chồng có khác, nhanh tay, mẹ hòa với con dâu này điều đỉnh nè, con dâu chiều lòng mẹ chồng hết cỡ. Trước đó, Thùy Tiên và Hòa Minzy đã có một cuộc gặp gỡ cuối tuần sau những lần tương tác hài hước trên mạng xã hội. Không chỉ thế, cô còn đưa bé bo đi cùng. Trong buổi hẹn hò, nàng hậu nhanh chóng lấy lòng bo thúi. Nàng hậu đã liên tục bắt chuyện cùng bé bo, nhưng cậu bé luôn luôn một mực ngó lơ, mặc lời dụ dỗ của cô. Nắm đi, chị nắm đi. Người ta chạy khỏi tình yêu của chị kìa. Kể từ sau khi tham gia show Người ấy là ai, Hòa Minzy và Hoa hậu Thùy Tiên được mọi người chú ý nhiều hơn. Trong một chương trình trên sóng, cô đã không ngần ngại cho biết: lần đầu tiên em gặp chị, từ tận đáy lòng của em hâm mộ con trai chị kinh khủng khiếp luôn. Em nói thiệt, nếu mà có cơ hội nào mà chị cho phép con trai chị lái máy bay, chị hãy nghĩ đến em đầu tiên. Em nói thiệt, em đợi được luôn, em mê lắm. Cho phép con trai chị lái máy bay, chị hãy nghĩ đến em đầu tiên. Đặc biệt cả hai còn gọi nhau là mẹ chồng. Con dâu tương lai này đã khiến khán giả bật cười ngả nghiêng. Cả hai lại có dịp chạm mặt tại một sự kiện khi Hòa Minzy biểu diễn trên sân khấu, Thùy Tiên bên dưới chăm chú theo dõi và cổ vũ cực nhiệt tình. Nữ ca sĩ sau đó đã đăng tải lại đoạn clip của Thùy Tiên và còn gọi nàng hậu là con dâu, chứng minh mối quan hệ thân thiết khiến fan dần dần thích thú. Quá trời dâu tôi, mãi mới được gặp lại bé yêu. Vì quá yêu mến bé bo nên Hoa hậu Thùy Tiên tự nhận đàn chị là mẹ chồng con mình là con dâu. Từ đó mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, cả hai lại có những màn tương tác xưng hô mẹ con khiến dân tình không khỏi thích thú. Bo thúi nhà Hòa Minzy cũng được nhận xét là cậu bé vô cùng tình cảm, hiểu chuyện khi có nhiều khoảnh khắc đáng yêu, bày tỏ tình cảm ngọt ngào với mẹ, có gương mặt bụ bẫm và rất sáng. Nhóc tì cũng được kỳ vọng sẽ có cơ duyên nối nghiệp nghệ thuật của mẹ trong tương lai.